Chiều nay con đến thăm mẹ, đốt vài nén hương trên mộ mẹ để cảm tạ và để tưởng nhớ lại những tháng ngày đã cực khổ năm xưa. Chính mẹ đã nhọc nhằn hy sinh cả đời mình để cho con mình có được ngày hôm nay. Mẹ tôi, một sáng tác của Nhị Hà sẽ được Hoàng Dung trình bày sau đây.